Hello everyone, chào mừng các bạn trở lại kênh Gargantua Zombie. Đây là video về cuộc đấu giữa các team Blan đấu với các team Zombie. Đầu tiên sẽ là team Blan Pool, bao gồm Melon Pool, con Winter Melon và con Pepper Pool. Con này đại diện cho 3 hệ khác nhau đó. Team Zombie của chúng ta thì cũng sẽ là toàn những con zombie hết những quăng hít như con Explorer, con Bully, thậm chí là con Super Zombie nó cũng có khả năng cắm xà một phát chết tất cả các Blan. Như vậy là team Melon Pool này không ăn thua rồi. Team thứ hai là team bao gồm con Pong Choi, Arsenic và con Wasabi. Đây là các plan hệ cận chiến. Còn Wasabi Whip nó thuộc hệ lửa. Ok, như vậy là team plan được giành một điểm rồi. Còn đây là team Pier, bao gồm Snow Pier, Fire Pier Shutter, còn Repeater, còn Explorer Zombie khá là mạnh và đi cũng rất là nhanh. Đấy, nó chỉ cần đi lướt qua là Glenn đã chết rồi. Chỉ còn một con thôi, liệu con zombie có kịp. Wow, rất đen cho cái đội team Glenn Peel. Con Bully cuối cùng nó giành chiến thắng. Đây là team hoàn chỉnh gồm con Chomper, Snapier và con Twastun. Một chiến thắng khá dễ dàng cho team hoàn thịt. Ok, như vậy là trận đầu tiên chúng ta đã có kết thỏa quả. Hai team Blan đã thắng và hai team Blan thất bại. Tiếp theo chúng ta đến với team Zobo. Đây là các zombie ở map Future. Một con hệ phòng thủ, một con hệ tấn công, một con football zombie đẩy Blan cực kỳ là mạnh. Ồ không, có vẻ như là team Melon lại thua rồi. Đây là team hệ lên rắc đấu cận chiến. Đây hoàn toàn có thể là team chỉ riêng sáng giá. Còn con hệ cận chiến thì con nào có sức sát thương cũng được. Tuy nhiên điểm yếu của nó là không đánh được xa thôi. Qua wow, một chiến thắng vô cùng thuyết phục. Team kia có vẻ như là team kia này bị ngăn cản với con zombie ship, con zombie bảo vệ. Ra sự nguy hiểm của con football mecha vì là đáng gờm, đẩy hết các con plan về phía trước. Oh, như vậy là ô thứ hai thì các zombie đã lọt qua rồi, team kia chắc chắn thua rồi. Chobo ăn được con Gobo này. Như vậy là các con Blan này không ăn được con Pool Zombie rồi. Bốn con zombie đã chết rồi, chỉ còn một con duy nhất thôi, một con Chomper có rồi. Vô cùng đáng tiếc.
Ok, như vậy là trận đấu thứ 2 đã kết thúc và chỉ có một đội thắng. Chúng ta tiếp đến về trận thứ 3. Đây là các plan của các con vật. Đây là các con vật. Đó là rất nhiều. Và những cây hệ đánh lam như con Peter Melon này thì lợi hại. Còn tim hãy cạn chiếm ra. Có vẻ như là cái cây này cũng có thể đánh được lam rộng. Thế là rất nhiều gà bị không lọt qua đi. Còn cái cây này thì tiêu diệt các Robin này cực kỳ dễ dàng. Ông Choi, một con rất là nhanh gọn và kia là sao? Có vẻ như là khu trung lộ, đúng không? Một số con cookie bun đã vào rồi. Tìm hoàn tin quay, thậm chí là nó không thể thả ra được cái đàn gà khi mà đã bị ăn thịt. Có con Chomper sẽ đánh xử được con này không? Rất là dễ dàng. Ok, như vậy là ngoại trừ team Hepia ra thì các team khác đều đã chiến thắng rồi. Và đây sẽ là trận cuối cùng đấu với các Gargantua. Và đặc biệt là có con IRB Gargantua bị thương rồi. Con IRB Lai Gargantua. Tiên thì các con Gargantua lọt qua rồi, nhưng mà vẫn còn cơ hội cho Winterman mà hạ được hết cả ba con. Như vậy là không được rồi, team Melon Pool đã không thể vượt qua được đám Gargantua rồi. Tiếp theo chúng ta là team Plan thứ hai. Đây là team Plan mình đã làm bốn team. Như vậy là hàng thứ hai sẽ từ dưới lên chính thức là bị khủng. Rất đáng tiếc, nếu như mà con Primatour không bắn chết con Wasabi thì có lẽ đã khác rồi. Còn đây team kia, team yếu nhất. Rất may mắn cho hai Sabi là con Primatour không bắn được. Chỉ cần các con Snow kia còn sống thì khả năng thắng sẽ rất là cao. Ồ, như vậy chỉ còn hai con, một con Primatour thôi. Và nó đang bị đóng băng chết cứng ở hàng thứ hai. Như vậy team này bia này thắng chắc rồi. Một team được đánh giá là yếu nhất nhưng mà có thể thắng được team zombie cuối cùng. Khá là bất ngờ. Cuối cùng của chúng ta là team tăng thêm. Con này tôi là không thể bị ăn thêm này. Thì chờ nó sẽ nắp đưa một đồ bắn ra đầu đạn. Mummy gan tua chết rồi. Như vậy là team Hoan Thích đã thua cuộc, không thể giành chiến thắng được rồi. Tiếp đến chúng ta sẽ đến với bảng tỷ số cuối cùng.
anh em có thể bình chọn Timberland mà các bạn yêu thích nhất.